Ôi trời ơi. Xin chào anh em đã quay trở lại với Max Q. Như hôm qua thì mình đã cùng anh em ôn lại kỷ niệm xưa một chút về những chiếc điện thoại Vsmart. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một người bạn của công ty Việt Nam nhưng cách xa hàng nghìn cây số, đó là LG. Có thể thấy là LG đã đi trước cả Vsmart khi mà sớm tuyên bố rút lui khỏi mảng di động. Và thậm chí còn có thông tin rằng Vsmart muốn mua lại bộ phận di động của LG. Nhưng cuối cùng, điều này đã không xảy ra và cả hai công ty đã bắt tay nhau rũ bỏ khỏi cuộc chơi của những chiếc điện thoại. Nói riêng về LG thì đã một năm kể từ khi LG quyết định rời khỏi mảng kinh doanh smartphone, khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt với những gì công ty này thể hiện. Trong suốt 10 năm tham gia phát triển smartphone Android, LG chịu trách nhiệm về một số cải tiến liên quan đến điện thoại, bao gồm máy ảnh siêu rộng, chế độ video thủ công và điện thoại đầu tiên có màn hình cảm ứng điện dung. Nói như vậy, công ty Hàn Quốc cũng đứng sau một số đổi mới chưa bao giờ thành công. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại những sáng tạo nhất mà LG đã từng làm được trong quãng thời gian kinh doanh của mình. Từ hay ho cũng có đến kỳ quặc dở hơi cũng có luôn. Đầu tiên là trào lưu điện thoại màn hình cong. Samsung hay nhiều hãng di động thường làm điện thoại với màn hình cong lồi, nhưng LG lại thích màn hình cong lõm. Cụ thể, màn hình cong là điều thường thấy trên các smartphone cao cấp từ Samsung, OnePlus, Xiaomi và các hãng khác. Tuy nhiên thì tất cả các điện thoại này đều cung cấp màn hình cong ở cạnh trái và phải. LG đã có một ý tưởng rất khác. LG Z Flex ra mắt vào năm 2012 có màn hình OLED bằng nhựa với một đường cong lõm, uốn cong nhẹ từ trên xuống dưới. Điều này đã mang lại cho điện thoại một vẻ ngoài độc đáo. Với việc LG sử dụng màn hình cong tương tự cho Z Flex 2 và Z 4, đây chủ yếu là một lựa chọn thẩm mỹ. Màn hình Z Flex và Z Flex 2 cũng hơi linh hoạt vì mục tiêu độ bền. Mặc dù vậy, LG đã không giữ được công nghệ này quá lâu. Màn hình cong theo chiều dọc đã biến mất sau khi mà Z4 ra mắt và LG sử dụng màn hình truyền thống để thay thế. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó để nói về sự kết hợp của màn hình cong theo chiều dọc và mặt lưng bằng da cong theo chiều ngang của LG G4. Đó là một chiếc điện thoại có vẻ ngoài tuyệt vời. Thứ hai là nắp lưng tự liền khi bị xước. Nghe có vẻ hơi ghê rợn, giống như người máy T1000 trong series kẻ hủy diệt. Nhưng mà LG đã đưa nó ra hiện thực, dù hơi phèn một chút. Một chiếc điện thoại có thể tự chữa lành nghe có vẻ giống như là khoa học viễn tưởng, nhưng LG đã biến ý tưởng này thành hiện thực không chỉ một lần mà là hai lần với LG Z Flex và LG Z Flex 2. Chúng không chỉ có màn hình dẻo và thân máy có thể uốn cong ở một mức độ nhỏ mà còn có mặt lưng tự phục hồi. Công nghệ tự phục hồi của Z Flex giúp các vết xước nhẹ từ từ biến mất trong khoảng thời gian vài phút. Công nghệ này đã được cải tiến trên Z Flex 2, mất dưới 30 giây để chữa lành các vết xước nhẹ. Nó không hoạt động trên các vết xước sâu và hư hỏng nhiều hơn, nhưng chắc chắn đây là một tính năng sáng tạo giúp điện thoại của LG bền bỉ hơn khi bị hao mòn. Thật không may, công nghệ này không bắt kịp phần còn lại trong ngành, khi hầu hết các công ty đã sử dụng mặt lưng polycarbonate và vỏ kính với lớp bảo vệ Gorilla Glass. Thứ ba là trào lưu màn hình phụ thứ hai. Đây có lẽ sẽ là sáng tạo tốt mà LG còn để lại di sản cho đến ngày hôm nay. LG lần đầu tiên thử nghiệm màn hình thứ hai khi mà V10 ra mắt vào năm 2015 với một màn hình phụ nhỏ phía trên màn hình chính. Màn hình thứ hai này tách biệt với màn hình chính và có một số chức năng tiện dụng. Vào thời điểm V20 được trang bị tính năng tương tự vào năm 2016. Các chức năng này bao gồm hiển thị các shortcut ứng dụng, thông báo, mục lịch, điều khiển phương tiện, tab trình duyệt vân vân. Tuy nhiên, khi mà LG G6 ra mắt vào năm 2017, công ty Hàn Quốc đã không còn sử dụng màn hình phụ nữa mà tập trung vào tỷ lệ hiển thị màn hình 18:9. Gần đây, một số điện thoại như là Xiaomi Mi 11 Ultra đã đưa màn hình phụ trở lại để giúp người dùng chụp ảnh selfie bằng camera sau. LG sau đó đã thử nghiệm khái niệm màn hình phụ khác vào năm 2019 khi ra mắt LG V50 với vỏ màn hình kép và dự án này tiếp tục mở rộng đến chiếc LG Wing xấu số vào cuối năm 2020. Hiện tại ngoài LG thì thị trường cũng có thêm một số mẫu điện thoại hai màn hình nổi tiếng khác như là chiếc Xiaomi 11 Ultra, Dugi V20 hoặc là dòng điện thoại màn hình dẻo Galaxy Z Fold chẳng hạn. Thứ tư là thiết kế điện thoại biết xếp hình. Tất nhiên là không phải xếp hình ở Trần Duy Hưng. Mấy bạn LG thích làm thiết kế điện thoại dạng module hơn. Mở đầu là chiếc LG G5 ra mắt năm 2016 trở thành smartphone đầu tiên thoát khỏi công thức truyền thống khi có dạng module. Phần dưới của điện thoại có thể kéo ra ngoài để lộ một viên pin có thể tháo rời. Nhưng có nhiều hơn nữa những thứ mà dạng module này mang lại không chỉ riêng về việc thay pin. Người dùng có thể đặt vào khe này một tay cầm máy ảnh hay là DAC Hi-Fi. Thật không may, chỉ có một số tiện ích bổ sung được phát hành kể từ khi mà LG G5 ra mắt trước khi LG nhanh chóng từ bỏ khái niệm này do doanh số bán hàng yếu. Thứ năm là thiết kế nút nguồn và âm lượng ở mặt lưng.
để gia tăng độ mỏng cho cạnh bên của điện thoại, LG đã quyết định chuyển nút nguồn và nút âm lượng ra phía sau một số điện thoại. Công ty đã ra mắt bố cục nút này lần đầu trên LG G2 vào năm 2013. Có nút chỉnh âm lượng với nút nguồn nằm giữa phím tăng và giảm âm lượng. Đó là một ý tưởng khá tiện lợi và trở thành một nét đặc trưng của dòng MG đầu tiên. LG tiếp tục cung cấp các phím âm lượng và phím nguồn gắn phía sau cho đến LG G5. Khi chuyển các phím âm lượng sang một bên nhưng để lại nút nguồn ở mặt sau và thêm một máy quét dấu vân tay vào đó. Sau đó thì LG G7 đã chuyển nút nguồn sang cạnh bên. Tuy nhiên, các nút nguồn và âm lượng được gắn phía sau vẫn là dấu ấn của LG trong nhiều năm. Thứ 6 là chip âm thanh qua DAC. Đây chính là thứ tốt nhất trong hầu hết sự sáng tạo mà LG để lại cho di sản di động của họ. Nhắc đến điện thoại nghe nhạc hay, chắc chắn phải kể đến LG. LG đã ra mắt phần cứng âm thanh qua DAC bên trong LG V20 vào năm 2016, giúp cung cấp chất lượng âm thanh vượt trội so với phần cứng DAC được thấy trong các smartphone khác, ít nhất là về lý thuyết. Điều này cho phép tai nghe mang lại chất lượng âm thanh cao cấp. Công ty Hàn Quốc đã giữ phần cứng qua DAC trong các điện thoại hàng đầu của mình trong nhiều năm sau đó, với LG V60 là điện thoại cao cấp cuối cùng cung cấp tính năng này. Thật không may, LG Wing và LG Velvet đã bỏ lỡ. Ngoài LG thì chưa thấy qua DAC xuất hiện trên các smartphone khác. Các điện thoại khác sử dụng DAC thông thường hơn hoặc được tích hợp sẵn trong chip xử lý của chúng. Trong thực tế thì DAC gần như không còn cần thiết bởi các điện thoại hàng đầu đều bỏ qua cổng ở 3,5mm. Thứ 7 là bảo mật ở nắp cốt. Khi xác thực sinh trắc học không có sẵn trên đại đa số smartphone, các OEM dựa vào tính năng mở khóa bằng hình mở khóa, mã pin v.v. để giữ an toàn cho nội dung điện thoại. Nhưng LG đã có một giải pháp thay thế khá kỳ lạ dưới dạng mã nóc. Tính năng bảo mật này cho phép người dùng mở khóa điện thoại của mình bằng cách chạm vào một số vùng nhất định trên màn hình theo trình tự. Cụ thể thì người dùng phải nhấn vào các khối cụ thể trên lưới 2x2 trên màn hình. Không giống như các tính năng bảo mật khác, mã nóc vẫn hoạt động khi mà màn hình tắt. Mã nóc của LG nhanh chóng bị che khuất sau sự nổi lên của máy quét vân tay. Nhưng đó vẫn là một ý tưởng tuyệt vời vào thời điểm mà xác thực sinh trắc học không phổ biến hoặc là đáng tin cậy. Thứ 8 là bảo mật bằng lòng bàn tay. Đến năm 2019, ngành công nghiệp smartphone đã mạnh dạn chấp nhận xác thực vân tay, mở khóa bằng khuôn mặt và nhận dạng mống mắt. Tuy nhiên, LG nhận ra rằng có một cơ hội cho một loại xác thực sinh trắc học khác hoàn toàn trên LG G8. LG G8 đã giới thiệu công nghệ Hand ID sử dụng camera 3D Time of Flight và cảm biến IR ở mặt trước. Công nghệ này hứa hẹn sẽ đọc các tĩnh mạch trong lòng bàn tay của người dùng để xác minh danh tính và mở khóa điện thoại. Thật không may, quá trình mở khóa diễn ra khó khăn và chậm chạp khi mà người dùng từ từ hạ tay xuống điện thoại. Tệ nhất, đánh giá cho thấy tính năng này chỉ hoạt động khoảng 20% thời gian. Nói cách khác, không có lý do gì để sử dụng tính năng này thay cho mở khóa bằng vân tay hoặc mở khóa bằng khuôn mặt 3D. Cả hai đều nhanh hơn và chính xác hơn. LG cũng sử dụng camera 3D Time of Flight cho tính năng Air Motion bằng cách cho phép người dùng tương tác với điện thoại mà không cần thực sự chạm vào máy. Nhưng công nghệ này cũng phức tạp như Hand ID, yêu cầu người dùng trước tiên phải giữ tay cách xa 4 inch và sau đó thực hiện thao tác vuốt kiểu Joybird cách đó 6 inch. Cuối cùng là loa Boombox. Một trong những cải tiến gây tò mò hơn của LG là loa Boombox có trên LG G7 ThinQ. Mẫu smartphone này chỉ có một loa dưới đáy duy nhất, nhưng nó sử dụng bên trong điện thoại như một buồng cộng hưởng để tăng âm lượng khi điện thoại được đặt trên một hộp rỗng hoặc là một bề mặt cứng. Đó là một ý tưởng tuyệt vời và hoạt động hiệu quả đáng ngạc nhiên trong thực tế, mang lại sự gia tăng đáng kể về âm lượng. Tuy nhiên, loa âm thanh nổi vẫn được xem là tốt hơn cho âm thanh chất lượng cao. Nhìn chung thì với những cải tiến đáng trân trọng và dĩ nhiên cũng có những cải tiến nên cho vào sọt rác, thì vẫn có thể thấy là LG là một hãng di động thực sự sáng tạo. Thật tiếc khi mà thế giới smartphone đã đánh mất LG, vì rõ ràng công ty không ngại thử những điều mới. Chắc chắn một số đổi mới này có thể là mánh lưới quảng cáo, nhưng kết quả là chúng đã giúp thế giới smartphone trở nên thú vị hơn. Không biết là anh em nghĩ sao về những phát minh này của LG, hoặc là anh em đã từng sở hữu một chiếc máy LG nào trong quá khứ hay không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.